Hello, xin chào tất cả các bạn quay trở lại kênh YouTube của Chola Channel. Thì các bạn bên đó mình đã review cho các bạn tầm xa, tầm cao cũng như là một số tính năng cũng như là cách sử dụng của chiếc Flycam Sony Zino này. Thì ngay bây giờ mình sẽ tiếp tục review cho các bạn về chất lượng camera của chiếc Flycam Sony Zino này, xem nó bay trên không thì chất với gimbal 30 thì chiếc Flycam của chúng ta sẽ như thế nào. Và một đặc điểm nữa, mình đang quay video này bằng chính camera của chiếc Sony Zino. Như các bạn đã thấy, đây là chiếc máy ảnh của mình đang quay con Flycam, và con Flycam đang quay chính mình. Đó là... Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành bắt đầu nha.